Nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải 1.2 chạy máy dầu, tiêu thụ chỉ từ 5 lít cho 100 km vận chuyển và thậm chí nó có thể chở được 2 tấn thì các bạn hãy xem video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải Tata 1.2. Và chính xác hơn, cái sản phẩm này là 1.3 chứ không phải 1.2. Thì cũng là lần đầu tiên mình làm cái con xe thùng kín và nó có một cái mui lướt gió như này. Thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm này. Một cái sản phẩm thực sự rất kinh tế và rất phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe chạy dầu, trọng tải lớn. Xin lỗi các bạn là cái camera của mình hiện tại đã hơi trục trặc một tí. Thì mình sẽ nói tiếp về cái sản phẩm này. Chạy máy dầu thực sự là một sản phẩm cực kỳ kinh tế. Nó ăn chỉ từ 5 lít dầu cho 100 km. Thì cái sản phẩm này trọng tải là 1.3 tấn. Và chạy cái động cơ diesel 1.4 của Ấn Độ. Cái sản phẩm này thì có cái công suất cực đại là 60 kW. Và có cái moment xoắn rất lớn là 142 nm. Thì cho phép các bạn là lưu hành ở trên các cái cung đường mà dốc hay là ổ gà, ổ voi, không gặp vấn đề, không gặp trở ngại gì cả. Thì cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm này nó là cái thùng kín. Đây, cái thùng kín này nó sẽ dài 2m7, rộng 1m450 và cao 1m450. Các bạn, nếu các bạn nhìn qua cái hệ thống chassis và hệ thống khung gầm của cái sản phẩm này, các bạn sẽ thích ngay. Thì chiếc xe này là cái sản phẩm xe thùng kín. Thùng kín này nó dài hơn so với cái phiên bản thùng nguyên bản và cũng nặng hơn nữa. Thì đây là do nhà máy đăng ký cái tiêu chuẩn, cái trọng tải như vậy. Thì cái sản phẩm này trọng tải là 1.3 tấn và cái thùng này dài 2.7 m. Chúng ta có lốp lớn hơn này, lốp lớn hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm chạy xăng. Chúng ta có hệ thống khung gầm, các hệ thống khung gầm có chất lượng mình đánh giá là rất cao trong tất cả các cái chiếc xe tải hiện tại đang có trên thị trường. Ở đây cái logo nổi bật chúng ta nhìn thấy này, Powerbee Diesel này. Nên là cái sản phẩm để chạy dầu. Ở đây là có một cái logo của Euro 4, có thêm cái logo của TMT ở đây nữa. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm của Tata, một thương hiệu rất nổi tiếng của Ấn Độ và được lắp ráp ở Việt Nam thông qua một cái thương hiệu là TMT Cửu Long. Thì TMT đã rất nổi tiếng rồi, đã lắp ráp từ những cái con xe rất là lớn cho tới những cái con xe nhỏ. Thì cái vẻ ngoài thì các bạn nhìn thấy nó sẽ vẫn có một cái kích thước. Cái sản phẩm này thì nói thật với các bạn, kích thước nó nhỏ thôi. Thế nhưng mà thực tế ra khi mà kích thước nhỏ và gầm thấp, thế nhưng thực tế cái sản phẩm này cho phép các bạn là lội nước lên tới 60 cm. Và ngoài ra kích thước nó nhỏ gọn như này thì nó sẽ có lợi ích được cho các bạn là đi vào các cái cung đường nhỏ hẹp hay là những cái con phố nhỏ mà không gặp vấn đề trở ngại gì cả. Phần trước là chúng ta sẽ có cái logo Super A này, được in 3D nổi dán trên thành xe như này. Chúng ta có logo Tata, chúng ta có hệ thống khe tản nhiệt này và logo Tata ở đây. Hai chữ T gục vào với nhau. Thì cái sản phẩm này bên mình đã bán đến tay khách hàng và hôm nay là cái ngày giao xe, thì mình xin phép anh ấy là cũng làm nhanh cái video này để giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm xe tải thùng kín. Thì anh ấy là mua cái xe này về, sau đó thì sẽ tháo cái thùng này ra giả nhà máy và làm một cái thùng khác, tại vì là anh ấy chở các cái mặt hàng liên quan đến hải sản. Nó có nước muối nó sẽ ăn mòn các cái thùng tôn kẽm như thế này, nên bắt buộc là anh ấy phải làm một cái thùng là thùng bằng inox. Ok, thì mình sẽ cho các bạn xem qua về cái thùng ở bên trong. Đây là cái thùng ở bên trong, các bạn có thể nhìn qua. Cái thùng này thì cái lớp sàn rất là chắc chắn và kiên cố của nhà sản xuất. Thì cái sản phẩm này được tặng kèm một cái, đây là một cái ốp bì ốc quy, và 4 cái ốp la răng và một kích và rất nhiều các cái phụ kiện khác kèm theo. Thì ở đây chúng ta thấy nhà máy cũng làm cho chúng ta thêm một cái lớp lót sàn nó sau như thế này, lớp bảo vệ nó sau như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào khoang nội thất để khám phá cái sản phẩm này. Về khoang nội thất, chúng ta sẽ vẫn có tất cả những cái tiêu chuẩn cần thiết cho những cái bác tài hiện tại. Chúng ta sẽ có trợ lực lái điện, điều hòa hai chiều, kính điện. Điều đáng tiếc là cái sản phẩm này có dùng khoang cơ. Chúng ta có hệ thống Multimedia Pioneer. Rất là nổi tiếng của Nhật Bản, cái này chạy CD được. Ngoài ra có thể kết nối với USB và cắm trong cái cổng áo sổ qua điện thoại này. Chúng ta có một cái cụm đồng hồ ở đây, một cái ốp vân gỗ ở đây. Mặc dù cái cabin này không rộng lắm nhưng mà mình đánh giá là nó cũng rất là đầy đủ tiện nghi cho tất cả những ai đang có nhu cầu về những cái chiếc xe tải ở trên thị trường mà thoải mái đi một cái chặng đường rất là dài.
Đây chúng có các cái khe chứa đồ này, khe chứa điện thoại này, khe chứa cốc này. Hệ thống đồng hồ các thứ thì chúng ta vẫn sẽ có những cái hệ thống đồng hồ mà hiển thị đầy đủ thông tin. Các bạn thấy khi mà mình bật lên này thì bắt đầu đồng hồ, các cái chi tiết đồng hồ vẫn đầy đủ tất cả mọi thứ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái kỉnh, cái lẫy để mà chỉnh gương và chúng ta không phải thò tay ra ngoài. Ok, hành lang phong trần, tất cả mọi thứ vẫn rất là xịn sò và hiện đại. Ngoài ra thì mình đánh giá cao là các cái sản phẩm nội thất cabin này mà được bọc ni lông trước khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, gọi điện cho mình 0987 7 3 3 22. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.